Vâng, nhìn thấy rồi đấy ạ. Chị À cho full màn hình đi ạ. vâng. Vâng, thì em xin phép được trình bày về Omron ạ. Về cái Omron thì là thương hiệu trên toàn cầu và sứ mệnh của Omron là nhằm nâng cao sức khỏe cũng như là giúp cho mọi người trên toàn thế giới có một cái cuộc sống đầy đủ nhất, mang lại một cuộc sống mạnh khỏe và thoải mái nhất ạ. Cái tầm nhìn của Omron thì luôn hướng tới một cái thế giới lành mạnh và không phải lo lắng tới các cái biến cố về sức khỏe. Các cái biến cố về sức khỏe ở đây đặc biệt là trong các cái lĩnh vực về quản lý tim mạch, về hô hấp cũng như là về đau nhức nói chung. Trong về phía Omron thì cái chiến lược của Omron thì tập trung ba cái lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đó là về lĩnh vực về tim mạch thì hướng tới là không có cái tai biến về mạch máu não cũng như là đột quỵ. Về lĩnh vực hô hấp thì Omron hướng tới là không làm trầm trọng thêm các cái bệnh về đường hô hấp, và về lĩnh vực quản lý đau thì không hạn chế các cái hành động cũng như các cái hoạt động hàng ngày đối với bệnh nhân bị đau mãn tính. Các cái sản phẩm mà cốt lõi của Omron trong cái lĩnh vực về tim mạch thì nhằm góp phần ngăn ngừa sự tấn công của các cái bệnh về tim mạch não và bao gồm cả suy tim cũng như là đột quỵ, giảm gánh nặng cho về tâm lý và thể chất cho cả bệnh nhân và cũng như là gia đình của người bệnh. Về lĩnh vực hô hấp thì Omron hướng tới là góp phần kiểm soát bệnh hen suyễn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, và kiểm soát các cái phương pháp điều trị. Về lĩnh vực quản lý đau thì góp phần thực hiện hóa cuộc sống hàng ngày không còn đau đớn bằng các cái cách giảm đau, giảm các cái cơn đau mãn tính và như là đau lưng dưới hay là đau khớp. Mạng lưới của Omron ở trên toàn cầu thì Omron được thành lập tại Nhật Bản từ năm 1933 và hiện tại thì đã có mặt trên 110 quốc gia. Và tại Việt Nam thì Omron được thành lập từ năm 1996, tính đến nay là được hơn 26 năm. Các cái nhà máy của Omron tại trên thế giới thì đầu tiên là ở nhà máy ở tại Omron tại nhà máy Matsusaka, Nhật Bản, là cái nhà máy mà với cái công nghệ tiên tiến được sản xuất với các cái đầu mối chiến lược của Omron, tập trung ở nhà máy chính là Omron Nhật Bản, sau đấy phát triển ra nhà máy tại Trung Quốc để tập trung cho thị trường Trung Quốc. Nhà máy của Việt Nam thì để xuất khẩu sản xuất máy đo huyết áp và máy khí dung, xuất khẩu trên toàn cầu, cũng như nhà máy ở Ý là tập trung cho khu vực châu Âu và nhà máy ở Brazil. Hiện tại thì các cái sản phẩm của Omron có mặt tại Việt Nam thì hầu hết là trong gia đình và trong được sử dụng trong gia đình cũng như là trong bệnh viện phòng khám, thì có các cái máy đo huyết áp tự động ở đây. Thì hiện tại thì Omron đã có những cái dòng máy cá nhân có tính năng kết nối với cả các cái thiết bị thông minh như là iPad hay là điện thoại thông minh để cho bệnh nhân có thể tiện theo dõi huyết áp hàng ngày, cũng như là các cái máy đo huyết áp tại các cái cơ sở y tế. Về máy sông khí dung thì Omron cũng có những cái dòng máy cá nhân dùng trong gia đình và những cái máy sử dụng siêu âm sử dụng trong bệnh viện. Về nhiệt kế điện tử thì Omron cũng có một số loại là đo trán, đo tai và cặp nách. Máy đo thành phần cơ thể ở đây thì ngoài cái việc có cái tính năng về 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 cân nặng thì còn có những cái tính năng khác như đo về các cái chỉ số về cơ xương, về chuyển hóa, cũng như là các cái máy cái cân điện tử sức khỏe của Omron thì đều có kết nối với cả thiết bị thông minh để cho bệnh nhân có thể để cho người dùng có thể tiện theo dõi cái sức khỏe hàng ngày của mình. Và quản lý cơn đau ở ở đây thì gồm có những cái máy xung điện trị liệu sử dụng cá nhân cũng rất tiện cho người dùng trong cái trường hợp mà có đau nhức, và những cái máy scan mạch không xâm nhập sử dụng trong bệnh viện để giúp cho cái người tiêu dùng có thể cảm thấy là yên tâm và thoải mái nhất
từ sử dụng từ trong từ gia đình cũng như là trong bệnh viện phòng khám. Và hệ thống hiện tại thì hệ thống phân phối của Omron thì có mặt trên toàn quốc, ở hầu hết tất cả các tỉnh thành, và được bán tại các cái sản phẩm của Omron thì được bán hầu hết tại các cái cửa hàng về thiết bị y tế cũng như là các cái phòng khám và trung tâm thương mại. Thì cái phần trình bày của em giới thiệu chung về Omron em xin được kết thúc tại đây. Còn em xin phép được tiếp giới thiệu bạn Hà Thúc Trí thì sẽ nói sâu hơn về cái máy sông khí dung của Omron trong cái buổi ngày hôm nay ạ. Em xin phép ạ. Xin chân